con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Các cụ, các ông, các bà cùng con cháu nội ngoại bao về bốn bên,
hôm nay đứng trước linh sàng của cụ thượng bà Nguyễn Thị Nghiên, toàn bộ gia tộc nội ngoại đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị làm lễ phát tang. Thay mặt cho dòng họ, cháu xin trịnh trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Kết, trưởng họ, có lời điếu. Xin mời Kết. Kính thưa hương hồn cụ thượng bà Nguyễn Thị Nghiên, hưởng thọ 97 tuổi. Kính thưa trên các cụ thượng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các ông trong đội nhạc hiếu, gia đình, các bậc thông gia, cô dì, chú bác, các anh chị em cùng toàn thể các cháu nội ngoại ba bề bốn bên của gia đình và gia tộc. Một tin buồn vô cùng đau xót đến với đại gia đình cụ Bản và cụ Hớn. Gia tộc dòng họ Nguyễn Đức Tài, cụ thượng bà Nguyễn Thị Nghiên, sinh năm Canh Thân 1920. Sau một thời gian lâm bệnh, cụ đã được các con, các cháu, các bác sĩ bệnh viện chăm sóc tích cực. Họ hoặc nội ngoại, các đoàn thể địa phương, bà con lối xóm, bạn bè gần xa, các gia đình đến thăm hỏi động viên, mong cho cụ chóng khỏe, sum vầy cùng con cháu. Song vì tuổi cao, sức yếu, thời tiết thay đổi, cụ không qua khỏi và từ trần vào hồi 23:23 ngày 18 tháng 2, tức ngày 11 tháng Giêng năm Bính Thân, hưởng thọ 97 tuổi. Trong phút đau thương này, toàn thể gia đình, gia tộc ôn lại chặng đường gặp gành, theo chân cụ khắc sâu trong tâm trí hình ảnh người mẹ, người bà nhân hậu, nỗ lực thủy chung, mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Cụ thượng bà Nguyễn Thị Nghiên sinh ra trong một gia đình cơ bản tại xóm Ngõ Ba, thôn Bốn Bẫn, do hoàn cảnh éo le, bố mất sớm, cụ là con gái đầu lòng. Cụ đã cùng với mẹ bươn trải chợ búa làm ruộng tảo tần, nuôi nấng các em vượt qua thử thách này đến cái khác, bằng rau bằng cháo đã vượt qua nạn đói trong thời kỳ chống Pháp. Khi trưởng thành, cụ xây dựng với cụ ông Nguyễn Đức Kỵ, người cùng xóm cùng thôn. Hai cụ đã sinh ra được 9 người con và 2 người con của cụ hai, tổng cộng là 5 con trai, 6 con gái. Cụ đã sống cùng cụ hai chung hạnh phúc với cụ ông. Các cụ khắc phục khó khăn, chăm lo đời sống gia đình êm ấm hạnh phúc, các con được ăn học đủ đầy và có điều kiện vươn xa trong suốt cuộc đời. Nhìn lại quá khứ gần một thế kỷ qua, suốt cả cuộc đời cụ với thân gánh vác giang sơn, làm tròn trách nhiệm với các con, hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. Để cụ ông dù đi xa nhưng vẫn yên lòng. Ngày nay cụ đã có 30 cháu, 60 chắt, 6 chút nội, chút ngoại. Các con, các cháu của cụ đều trưởng thành cùng 5 tháng. Con trai trưởng của cụ là đoàn trưởng đoàn tổng Bắc Trung ương, nay đã nghỉ hưu. Con trai thứ hai của cụ là nhạc sĩ, nhạc trưởng nhà hát tuồng Hiển Dĩnh và là nhạc trưởng đoàn nghệ thuật tuồng Hà Bắc ngày xưa, và hiện nay là trưởng đoàn tuồng của thôn Phúng Bấn. Con trai út cụ và con dâu cụ hiện nay đang công tác tại nhà hát tuồng Việt Nam và được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Hai con trai cụ đã xung phong lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc. Tiếp nối theo truyền thống gia đình, các cháu, các cháu cụ ra sức học tập, vươn tới tương lai, xây dựng gia đình,
đất nước ngày càng phồn vinh. Hiện tại hai cụ đã có hàng chục cháu chắt tốt nghiệp thạc sĩ cử nhân, có cháu được phong là liệt sĩ tú, có nhiều con cháu dạy các trường cao đẳng, trường phổ thông trung học, các ngành giáo dục tại trong và ngoài địa phương, có cháu là sĩ quan phục vụ trong quân đội. Trong thời kỳ đất nước đổi mới hiện nay, các con, các cháu, các chất của cụ đều làm ăn phát triển, xây dựng cửa nhà khang trang, to đẹp hơn theo kịp phát triển của xã hội. Cuộc sống của người bà từ nay các con không còn mẹ, các cháu không còn bà, còn cụ. Mất đi một người mẹ, người bà, người cụ, anh em gia tộc mất đi một người thương yêu kính trọng, làng xóm mất đi một thành viên của hội người cao tuổi. Ngay trước linh sàng của cụ, con cháu cụ kính chúc cụ yên giấc ngàn thu, nơi vĩnh hằng vĩnh biệt cụ. Con cháu gửi theo hương hồn cụ mấy dòng tình cảm, con lớn lên trong vòng tay của mẹ, đi bốn phương trời mẹ dõi theo con, vắng con lòng mẹ héo mòn. Từ nay mất mẹ chúng con rối bời. Đến đây cháu xin tuyên bố lễ phá tang cụ thượng bà Nguyễn Thị Nghiêm được bắt đầu. Xin kính mời con trưởng của cụ là ông Nguyễn Đức Bảnh sẽ gọi cụ về. Bây giờ chúng tôi xin đề nghị các cụ, thượng các cụ, công các bà mình lần lượt từ từ vào làm lễ linh sàng của cụ thượng Nguyễn Thị Nghiêm đó 97 tuổi. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các cụ, các ông bà, anh chị em, con cháu, gia tộc Nguyễn Tài, Nguyễn Đức vào lễ. Hôm nay một tin buồn đối với gia tộc họ Nguyễn Tài Đức. Cụ là người cao tuổi nhất trong họ đã từ trần, hưởng thọ 97 tuổi. Để tỏ lòng thương tiếc cụ Nguyễn Thị Nghiêm, tôi xin thay mặt cho gia tộc, họ nội và toàn thể con cháu của cụ Nghiêm, để tỏ lòng thương tiếc cụ, chúng tôi đã đến có mặt rất đông đủ và có một nén nhang thơm, có lễ của cả dòng họ đến kính viếng hương hồn cụ. Chúng tôi xin đề nghị trên các cụ thượng, các ông, các bà, các con, các cháu để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
sàng của cụ giờ phút này. Và các con, các cháu, các chất dòng tộc của Nguyễn Văn có lễ và nén hương tưởng nhớ đến cụ sau khi nhận được tin buồn vĩnh biệt. Chia buồn cùng toàn thể gia quyến để tưởng nhớ tới hương hồn cụ thượng bà Nguyễn Thị Nghiên. Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo, các cụ, các ông, các bà thành viên ban tang lễ để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các cụ, các bà trong ban tang lễ, thay mặt gia đình chúng cháu xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các cụ, các ông, các bà đã đến phú viếng và chia buồn với cụ chúng cháu. Sau đây thì ngày mai 7 giờ sáng mai là lễ đưa cụ cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia tộc gia đình, chúng cháu lại xin mời các cụ, các ông, các bà, các đồng chí lãnh đạo trong công an tang lễ đến để làm lễ đưa phi điệu đưa cụ cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cuối cùng chúng cháu xin thay mặt gia đình cảm ơn các cụ và xin mời các cụ sang bên nhà xây chầu xây nước chia buồn cùng gia đình. Xin cảm ơn. Thank you.
Kính thưa hương hồn của thượng bà Nguyễn Thị Nghiên, kính thưa toàn thể tăng gia, được tin thượng tiên đủ số về theo chư tổ, đại diện cao trí thay mặt cho chư hội cựu chiến binh thôn Phú Mẫn có hương hoa kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể gia tăng. Để tưởng nhớ thế cụ, tôi đề nghị toàn thể cao trí để một phút bằng niệm. Phút bằng niệm bắt đầu. Cháu xin thay mặt gia tộc, gia đình xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong hội cựu chiến binh. Sáng mai 7 giờ, chúng cháu lại xin mời các đồng chí trong hội cựu chiến binh đến gia đình để đưa cùng cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cuối cùng, cháu xin chân thành cảm ơn và xin mời các cụ, các đồng chí sang bên nhà bên trên dòng xuống nước chia buồn cùng gia đình. Kính thưa hương hồn bà cô cụ thượng Nguyễn Thị Nghiên, hôm nay cụ đã quy tiên về nơi đất Phật. Chúng con là con trai, con gái, con dâu, con rể cùng toàn thể các cháu nội ngoại của bố thượng mẹ tính, chúng con trước kinh vâng, chúng con trước vong linh của cụ. Xin được trước vong linh của cụ, chúng con rất cảm động và kính viếng hương hồn cụ. Chúc cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước lúc chia đi, chúng con xin được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Sư đoàn 431 quân khu 1, đại diện cho hội cựu chiến binh sư đoàn khu vực tỉnh Bắc Ninh, là những người bạn chiến đấu, người đồng chí đồng đội cùng với đồng chí Nguyễn Thị Lan, con dâu của cụ, trong thời kỳ chiến đấu chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Vậy chúng tôi xin đến được thắp nén hương trầm, kính viếng hương hồn cụ, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn
và xin được chia sẻ nỗi đau thương và chia buồn sâu sắc nhất cùng toàn thể gia quyến. Để tưởng nhớ tới cụ, tất cả các đồng chí để một phút bằng niệm. Phút bằng niệm bắt đầu. Kính thưa các ông, các bà cùng các đồng chí hội cựu chiến binh, đồng ngũ nít của con dâu cụ Nguyễn Thị Nghiên, hôm nay cụ tôi đã đủ số về theo cái tổ được các ông các bà về thăm viếng cùng chia buồn với toàn thể gia đình. Thay mặt gia đình gia tộc, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các đồng chí trong hội. Ngày mai đúng 7 giờ mời các cụ, các bà đến tại gia tang để dự buổi lễ truy điệu, để đưa cụ tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn và mời các cụ, các ông, các bà sang bên nhà chơi nước. Tin buồn mẹ Nghiên qua đời, vân du giá hạc về nơi suối vàng. Đồng Nghiên con cụ có nén nhang, viếng người quá cố thiên đàng ngàn thu. Mời các cụ nhị bái kính viếng hương hồn của cụ. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Nghiên, kính thưa toàn thể gia tang, nhận được tin cụ 250 về theo tiên cảnh, chúng cháu hàng xóm của con gái cụ ở Ngô Nội đến trước là kính thắp nén hương trầm kính viếng hương hồn cụ và sau là chia buồn với tang gia. Để tưởng nhớ tới cụ, đề nghị tất cả các ông các bà để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
linh hồn. Thưa ông trưởng cùng toàn thể gia đình, nhận được tin cụ 250 theo về thiên tổ, chúng tôi là con cháu cụ Thiêm là con gái với cô có thành công nhãn nam đến để trước là thăm viếng linh hồn cụ và chia buồn cùng gia đình. Xin thân gia đình này cho chúng tôi cảm ơn. Hôm nay được tin cụ đủ số về theo tiên tổ, toàn thể các cụ, các bà, các anh, các chị, các cháu, gia đình bên nhà cụ Bằng có nén nhang để kinh viếng trước linh hồn của cô. Trước linh hồn của cô, xin mời các cụ, các bà, các anh, các chị cùng các cháu để một phút màn niệm. Phút màn niệm bắt đầu. Gia tộc xin chân thành cảm ơn các cụ công các bà đã có lòng đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình cháu. Thay mặt cho gia đình gia tộc một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn, mời các cụ công các bà sang bên nhà thế ước và 7 giờ sáng mai mời các cụ công các bà đến tại gia tang và dự buổi lễ truy điệu để thương. Kính thưa hương hồn cụ thượng Nguyễn Thị Nghiêm, kính thưa toàn thể gia tăng, được tin cụ 250 về theo tiên tổ, câu lạc bộ dưỡng sinh là nơi con gái cụ đang sinh hoạt. Hôm nay toàn thể các cụ đến đây trước hết kính viếng hương hồn cụ và sau chia buồn cùng gia tang. Để vĩnh biệt cụ, tôi đề nghị các cụ để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa gia tang, lập tin cụ đủ số 250 về theo tiên tổ, chị em đoàn chèo thôn Phú Mẫn về đây trước hết kính viếng hương hồn cụ, sau chia buồn cùng gia tăng. Để vĩnh biệt cụ, tôi đề nghị các cụ để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thành cảm ơn các cụ các bà đã có lòng đến thăm viếng và chia buồn với gia đình cháu. Mời các cụ các bà 7 giờ sáng mai đến đưa cháu đến nơi yên nghỉ cuối cùng, và sau đây mời các cụ sang bên nhà bà Thông ăn chầu yến nước. Thank you.
linh mục được tên cụ Đủ Số Quy Tiên. Anh em chúng cháu là con của cụ Đàm, tỉnh thông gia của cụ. Hôm nay có lén nhang trước linh sàng kính viếng hư hồn cụ để tỏ lòng thương nhớ. Anh em chúng ta làm lễ kính viếng cụ. Phút làm lễ bắt đầu. Số Quy Tiên về theo tiên tổ, các cụ con bác bà đại diện cho thông gia với con trai thứ của cụ ở Ngân Cầu về trước linh sàng dâng nén nhang thơm, trước là kính viếng hương hồn cụ thượng bà Nguyễn Thị Liên, sau là chia buồn cùng toàn thể gia tang để bày tỏ lòng thương tiếc và tiễn biệt hương hồn cụ về cõi vĩnh hằng. Các cụ con bác bà trong đoàn đề nghị để một phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
là bạn đồng ngũ với bà Lan đang có một cùng hòa với chủ nghĩa nguồn buồn khi chúng ta tính vào đây. Để tưởng nhớ tới người đã khuất, tất cả chị em để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ thượng bà Nguyễn Thị Nghiên, kính thưa tăng quyến, được tin cụ đổ số về theo tiên tổ. Hôm nay chúng cháu gồm tất cả các đồng chí trong chi bộ, bà con nhân dân phố chợ và tập thể tiểu khu phố nơi chỗ ông Cường và bà Hồng sinh sống, cũng như là bà Lan đã cư trú tại tiểu khu phố, đội cầu lông bình minh buổi sáng có hương hoa đến kính viếng hương hồn cụ, thắp nén nhang thơm tổng tưởng nhớ, gặp ngồi đau xót lúc chia đi để tưởng nhớ hương hồn cụ thượng bà. Tôi đề nghị toàn thể các đồng chí bà con nhân dân phố chợ để ba phút đặc biệt, phút đặc biệt bắt đầu. Thank you.
Phật. Kính thưa hương hồn cụ bà Nguyễn Thị Nguyên, có 250 về theo tiên tổ gia đình đã có nhã ý mời hội tụ chúng tôi là con cùng con gái của cụ là đến đây để kính viếng hương hồn cụ, và chúng tôi xin có một đôi lời để kính viếng chia tay lúc cụ ra đi ạ. Niệm Di Đà. Thank you.
được tin cụ bà Nguyễn Thị Nghiêm sinh năm 1920, thân mẫu của nghệ sĩ Nguyễn Đức Bảo, nguyên trưởng đoàn biểu diễn 2 nhà hát tuồng Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đức Mười, nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh, bà của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Tài, Đặng Bá Tài, trưởng phòng nghệ thuật nhà hát tuồng Việt Nam đột ngột qua đời. Ban chấp hành đảng ủy, ban giám đốc, ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành thanh niên, hội cựu chiến binh, câu lạc bộ tuồng, chi hội nghệ sĩ sân khấu nhà hát tuồng Việt Nam xin thắp nén hương thơm chia buồn cùng tang quyến, mong cụ dưới suối vàng phù hộ độ trì cho con cháu, cho các nghệ sĩ tuồng luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Chúng tôi thay mặt lãnh đạo nhà hát, các nghệ sĩ nhà hát tuồng Việt Nam, câu lạc bộ hưu trí, chi hội nghệ sĩ xin một phút mặc niệm. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các ông các bà là lãnh đạo của nhà hát tuồng Việt Nam, các nhà hát và các cuộc biểu diễn, bạn bè thân bằng cố hữu của các cháu chúng tôi đã công tác tại các đơn vị thuộc đoàn tuồng thuộc nhà hát tuồng của Việt Nam, tôi xin thay mặt cho gia tộc và thay mặt cho các cháu, các chắt, các chút của cụ xin có lời cảm ơn và xin kính mời các vị lãnh đạo, các diễn viên cùng toàn thể bà con thân bằng cố hữu trong khu phố và toàn thể nhà hát một lời cảm ơn chân thành và xin kính mời là 7 giờ sáng ngày mai đến tại gia đình để làm lễ truy điệu và tiễn đưa cụ cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, có gì sai sót xin các vị lãnh đạo cùng toàn thể nhà hát, cục biểu diễn, cục nghệ thuật và khu phố cho chúng tôi xin được lượng thứ, xin chân thành cảm ơn và kính mời các cụ sang nhà cụ thông sơi nước và chia buồn cùng gia đình.
kính thưa gia đình, chúng tôi ở Đại Lâm thông gia với ông Tiến Thu nghe được cụ tin buồn 250 về với Thiên Tổ. Trước quang linh của cụ, chúng tôi chia buồn cùng gia đình và tăng quyến. Trước quang linh của cụ, chúng tôi thắp một nén nhang hương thơm tất cả các bà mặc niệm bắt đầu. Xin thắp nén hương thơm, nghiêng mình kính cẩn, vĩnh biệt hương hồn cụ và gửi lời chia buồn sâu sắc với toàn thể gia tộc và gia tang. Để tưởng nhớ hương hồn cụ, chúng tôi xin phép gia đình đoàn chúng tôi được để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Thị Nghiên, kính thưa Đa Tăng, được tin cụ Nguyễn Số Quy Tiên, chúng tôi xin cầu nguyện bà cùng với con cá gái cụ đến thắp hương kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng Gia Tăng để tỏ lòng thương tiếc cụ. Chúng tôi để một phút mặc niệm bắt đầu. Diện cho cán bộ nhân dân khu phố mới chỉ dẫn chào có nén nhang thơm, có vòng hoa tươi trước để kính viếng hương hồn cụ và sau là chia buồn cùng kẻ tan quyến. Trước giờ phút ly biệt vĩnh biệt cụ, chúng tôi xin được phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Sinh năm 1953 cùng với ông con trai của cụ là ông Nguyễn Đức Tý đứng trước linh sàng của cụ. Chúng cháu thắp một tuần nhang để tưởng nhớ tới hương hồn của cụ, để tưởng nhớ tới
vong hồn của cụ người đã khuất. Tôi đề nghị các cụ có để một phút còn lại, phút còn lại bắt đầu. Thank you.
bà thường vân. Thank you.
1975, trường cấp 3, tư phong, do Nguyễn Xuân Dũng làm trưởng đoàn, có đôi hoa vào làm vũ. Và chúc mừng cùng toàn thể gia đình. Kính viếng những hậu cụ, kính thưa toàn thể gia tộc gia tang, được tin cụ Đỗ Số Quy Tiên hưởng thọ 97 tuổi. Chúng cháu hội đồng học lớp 7A liên khóa 1972-1975 trường cấp 3 Yên Phong, hội của con dâu cụ bà Nguyễn Thị Thu, vô cùng thương tiếc đứng trước linh sàng của cụ, cho phép chúng cháu được thắp nén hương thơm, kính cẩn những mình để tưởng nhớ cuộc đời và công đức của cụ, và xin được bày tỏ niềm cảm thương và chia sẻ sự mất mát to lớn của gia đình gia tộc, để tỏ lòng thương tiếc và cũng biệt phụ đề nghị tất cả các bạn để một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu.